Vừa qua, Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Quyển huyền ký của Đức Phật được soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và được nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản một bộ gồm 10 quyển. Đây là những tài liệu được lưu truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc rồi đến Việt Nam, cung cấp kiến thức khoa học và thực tế vô cùng quý giá về nhân sinh quan và vũ trụ quan. Tôn chỉ của Thiền Tông là giác ngộ và giải thoát. Nếu tu theo Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là xóa đi mê tín dị đoan.